Máu chiếm tỷ lệ 10 đến 13% so với khối lượng cơ thể da cầm con, khoảng 8 năm, 90 da cầm trưởng thành. Số lượng hồng cầu trong 1 mm khối máu của gà và vịt trung bình là 3,5, của ngỗng, 3,3, của gà Tây, 2,7 triệu. Ở gà con, số lượng hồng cầu thay đổi theo tuổi, 3 giờ sau khi nở ra là 2,8 triệu, đến 3 ngày tuổi, 2,23, 32 ngày tuổi, 2,28, 82 ngày tuổi, 2,79 triệu và đến 3 đến 4 tháng tuổi số lượng hồng cầu đạt gần tới mức của da cầm trưởng thành. Hồng cầu ở cá thể đực nhiều hơn ở cá thể cái. Thời gian tồn tại trung bình của hồng cầu da cầm từ 90 đến 120 ngày, của bạch cầu từ 5 đến 7 ngày. Có loại bạch cầu chỉ sống tất cả có vài giờ, nhưng bình thường số lượng tế bào máu của da cầm tương đối ổn định.